Có biết trong tương lai chồng cậu sẽ như thế nào không? Anh đã thở dài, nhà anh bao năm nhìn lại chẳng thấy khấm khá bao nhiêu, dù cũng cố gắng chất siêu mà còn thơ bé nữa đâu. Anh nghĩ mình nên thêm phấn đâu, mấy chốc mẹ cha già lắm mà thấy vẫn tốt để anh thật chậm chạp. Tầm 1-2 đêm khó ngủ vì vẫn xem trên Google hàng ngàn tin nó nói nhau, mời chào và ưu đãi rất cao. Dù anh ta cũng đã quyết chuyến này phải đi xa cho biết, nhưng nghe xuôi tai thì trong lòng vẫn thấy có gì đó sai sai. Hãy nghĩ trước bước sau, dù có tính đi nơi đâu, kỹ lưỡng xem thông tin và đừng quá dễ nghe ai dụ mình đường đi tắt. Thường nhiều gai lắm, tưởng trước mắt mà nhiều khi mất biết bao. Hãy nghĩ trước bước sau, ở chính nước ta cũng giàu, nắm bắt ngay cơ hội thật nhiều, cố gắng không đứng yên, đợi điều tươi sáng còn dài phía trước và thật cân nhắc để có những bước vững hơn ngày mai. Yeah. Trên lưng ba lô phía trước cuộc hành trình, có những giấc mơ cũng sắp được thành hình, chắp theo đôi cánh và mới tới tương lai, ta đi tìm tình yêu ở mọi nơi trên hành tinh. Khát khao to lớn như đại dương, con đường tắt nhường cho kẻ dại dột, may mắn cơ hội đừng để tay lại buông, tìm ấm no gia đình, em thơ và đại học. Sau khi nghi ngờ lời bà hoa của tay cò cũng may bắn đi ít lâu, biết nơi đáng tin gửi trao, hoàn toàn đưa những khuyên khích, các thông tin lại rất có ích. Ấy thế là anh đã gỡ được mỗi bận tâm mà khiến anh dày vò. Một hôm thưa với cha mẹ, rồi tạm chia tay bạn bè, dặn dò em trong cửa nhà, vì lần này đi tương đối xa, chẳng phải lo âu nấm nấp, bởi anh chọn con đường hợp pháp, chắc chắn là sẽ siêng năng để gia đình vui nhà cửa khang trang. Yeah. Hãy nghĩ trước bước sau, dù có tính đi nơi đâu, kỹ lưỡng xem thông tin và đừng quá dễ nghe ai dụ mình đường đi tắt. Thường nhiều gai lắm, tưởng trước mắt mà nhiều khi mất biết bao. Hãy nghĩ trước bước sau, ở chính nước ta cũng giàu, nắm bắt ngay cơ hội thật nhiều, cố gắng không đứng yên, đợi điều tươi sáng còn dài phía trước và thật cân nhắc để có những bước vững hơn ngày mai. Không nghe những lời bao hoa và lừa lọc, nghĩ trước bước sau, nhớ điều ta vừa học, nỗ lực phấn đấu thành công sẽ vinh danh, ngọc thô chịu mài đúng cũng thành tinh, anh đứng dậy bước đi để tìm thứ mà ta cần, sửa các mái lá khăn trang đôi ba tầng, tìm ý trung nhân thủy mị mà nết na môn đang hộ đối cho nhân và kết hoa. Hãy nghĩ trước bước sau, dù có tính đi nơi đâu, kỹ lưỡng xem thông tin và đừng quá dễ nghe ai dụ mình đường đi tắt. Thường nhiều gai lắm, thường trước mắt mà nhiều khi mất biết bao. Hãy nghĩ trước bước sau, ở chính nước ta cũng giàu, nắm bắt ngay cơ hội thật nhiều, cố gắng không đứng yên, đợi điều tươi sáng còn dài phía trước và thật cân nhắc để có những bước vững hơn ngày mai. Hãy nghĩ trước bước sau, dù có tính đi nơi đâu, kỹ lưỡng xem thông tin và đừng quá dễ nghe ai dụ mình đường đi tắt. Thường nhiều gai lắm, thường trước mắt mà nhiều khi mất biết bao. Hãy nghĩ trước bước sau, ở chính nước ta cũng giàu, nắm bắt ngay cơ hội thật nhiều, cố gắng không đứng yên, đợi điều tươi sáng. Nghĩ trước bước sau.